trước em cũng có hỏi anh câu đó, thì em có nói gì những cái tác phẩm của Lan Phương đó, thì cậu coi đó là những đứa con tinh thần của cậu, thì hãy là đứa con thì cậu rất là thương, nhưng mà cái đứa con nào nó may mắn như được người ta đón nhận nhiều hơn thì đó, thì cái bài Thành Phố Buồn đó cũng là một trong những cái đứa con mà may mắn nhất, nó được khán giả đón nhận nhiều. Thành ra nói mà để mà cậu thích bài nào ghét bài nào thì không có, bài nào cũng là đứa con tinh thần. Và thậm chí em biết không, cái năm 1999 là trước khi cậu bị tai biến, cậu có viết khoảng 11 ca khúc mà cậu chưa phát hành được. Thì cậu bị tai biến, cậu thì tới cái năm mà 2018 khi mà Vũ với anh Thành qua Mỹ thăm cậu, thì cậu rất là quý anh Thành, cậu mới đưa cho anh Thành 11 cái bài hát đó. 11 bài hát đó là chưa phát hành ra. Thì trong đó thì ca sĩ Bảo Nam với lại Thu Hằng rằng là những người thể hiện, có quay clip cái bài đó, bài Tình Quên Đường Về với lại Giọt Nước Mắt Đầu Tiên, những cái bài hát mới nhất của cậu, thì để sau này sẽ có một cái dịp nào đó thì sẽ anh Thành mình sẽ tổ chức một cái nhạc sao những cái bài hát mới nhất của cậu Lan Phương. Nghĩ là có cái bài nào sau bài Thành Phố Buồn cũng được yêu mến nhiều như vậy không anh? Thì sau bài Thành Phố Buồn thì sau đó có bài Thuyền Không Bến Đổ. Thuyền Không Bến Đổ, cái bài Thuyền Không Bến Đổ là cái bài tội nghiệp nhất, là cậu viết ra rồi phát hành rồi nhưng mà chưa kịp phát hành ra ngoài, thì là 30 tháng 4, thì khi mà Vũ vô nhà thì còn khoảng chừng 10.000 bản, khoảng như gần 10.000 bản chưa có phát hành. Thuyền Không Bến Đổ bài rất là hay. Rồi sau này ở hải ngoại đó thì cái cuộc đời của cậu thì nó đúng ra nó cũng buồn, nhưng mà cái thời điểm mà cảm giác mà cậu hạnh phúc nhất đó, là 10 năm của Paris đó. Có hàng loạt những cái bài hát về Paris đó, là rất là hay với anh Sơn, cái bài Bé Yêu, Thiên Đàn Ái Ơn, rồi Kiếp Phiêu Bồng, bài Tango Cho Em. Cái thời điểm mà Dũng nhớ cái thời điểm mà bài Tango Cho Em mà ra mắt đó, thì là cái lúc đó cô My có nhớ, hình như con nghe dì Bảy nói là cái lúc đó cái bài đó là một trong những bài tango hay nhất trong 40 năm qua. Cái thời điểm ở cái thời điểm đó bài Tango Cho Em chị My là chung hát đó, có hát bài đó mà chị nghe, chị hát bài đó rất là hay, mà một trong những bài tôi nói là anh Lâm Phương qua bên Pháp á, anh đổi dòng nhạc, nghĩa là hồi xưa đó anh viết những dòng nhạc bên quê hương rất là nhiều, tình cảm theo những Christine Pháp. Khi mà anh qua bên bên Pháp thì đó là anh nói với Hòa My, không biết là đúng hay sai nha, khi mà anh viết bài Em Đi Rồi cho Hòa My thì thành công quá, và cái Christine bài Em Đi Rồi không phải là Christine của anh đó. Thì Hòa My nói vậy là Christine nhạc hồi xưa của anh không phải như vậy. Thì khi mà anh nghe Hòa My hát bài đó anh rất là xúc động, và anh có nói với My rằng anh sẽ hát, anh sẽ viết sau này những cái loại nhạc mới, xin mới kiểu như nhạc Em Đi Rồi. Thành ra sau này anh rất là những cái loại nhạc của anh đổi cái tiết tấu và đổi cái cách viết, như giống như Ngũ Cung hồi xưa, như Ngọc Sơn nói hồi xưa anh biết rất nhiều, sau này anh đổi đó. Thành ra cái nhạc của anh Lan Phương rất có nhiều chặng đường. Chặng đường ngày xưa trước 75 anh viết chuyên về rất quê hương, Ngũ Cung hay là nhạc đại khái là có một cái tình cảm nó rất là gần gũi với lại những cái người những người lao động bình dân, những cái người nghĩa là đại khái là đại trà lắm. Nhưng mà cái nhạc sau này của anh á, nó có lên nâng cấp lên một chút xíu từ cái bài Em Đi Rồi trở đi, đó là anh nói như sau này, ví dụ bài Tango Cho Em, Mùa Thu Yêu Đương không phải là hồi xưa anh đâu có biết như vậy đúng không đó. Rồi Cho Em Quên Tuổi Ngọc ha, rồi sau thì Tình Đau, hay là những bài Tình Đẹp Như Mơ vậy đó, rồi bài gì mà cái gì mà em sắp hát nè, cái gì đại khái là nhiều sau này loại như Một Mình đó, là Một Mình là của Christine Em Đi Rồi. Cho nên ấy, anh Lan Phương á, anh rất là có thể là anh có thể là biến hóa theo thời đại và theo cái
cái giống như là anh cảm thấy là anh xa đắp tê được cái gì là anh theo được đó. Dạ là em không biết tiếng trên Việt Nam, xin lỗi đó, có nghĩa là theo, thí dụ nghe cái bài đó người ta thích, họ biết hát thích, tự nhiên anh muốn viết theo cái dòng đó trong cái thời gian đó. Rồi sau đó chuyến Nga đó thì có đề nghị anh rất là nhiều bài trong những chương trình họ mới biết về người hát trong chuyến Nga rất là thời gian đầu. Thì chuyến Nga nó bây giờ nhờ anh viết những cái bài trong những chương trình đó, loại nhạc đó là anh đều làm được hết. Có nghĩa là anh là một người rất là nhiều ý tưởng trong đầu và anh có thể viết nhiều loại nhạc. Đó là họ mới biết là khi họ mới làm việc với anh ở bên Pháp và có dịp quen cô, với anh. Cô biết cái chuyện viết cái bài đó cho cô. Làm cái buổi sáng tình cờ cậu con uống cà phê hoặc là tờ báo với tụi con có thấy cái dòng chữ một người ca sĩ vừa đến rất tự do, cái hình của cô, cậu cứ ngồi cậu ngắm hoài, cậu kể với con mà, cậu ngồi ngắm hoài, cậu lấy cái bài nhạc ra cậu ngồi cậu viết, cậu đọc cái câu chuyện trong cái bài báo đó để cậu viết nên cái bài hát đó. Dạ đúng rồi. Cho cô. Thì mới nói là khi mà đi sang Pháp, phải nói là cái ngày đầu tiên đó, Thúy Nga mời họ đi hát là đầu tiên. Thì anh Lâm Phương là người mang cái bài hát đó tới nhà một người bạn tặng họ đi tại cái nhà bếp, còn nhớ rồi đang ngồi ăn trong nhà bếp anh tới. Anh tặng họ đi, anh viết cái bài hát này cho em. Anh chưa biết em, nói dạ em cũng chưa được biết anh, mẹ biết tên thôi. Dạ. Em muốn nghe chị sướng bài em đi rồi. Câu cho em nghe. Mọi người nghe hoài rồi. Đang nói nha, và để họ mới nói hết đã. Có nghĩa là ảnh mang cái bài hát đến thì ảnh mới nói là bây giờ em anh có xem anh cái chương trình của em, cái gia đình của anh và em, hoàn cảnh của em trong một cái tờ báo, và anh cảm xúc anh viết tặng cho em bài này. Anh chưa biết em mà em cũng chưa được nhìn thấy anh. Tự vì hồi xưa ảnh là lớn lắm, như họ mi nói hồi nãy là ảnh là một nhạc sĩ lớn, mà họ mi lúc đó còn trẻ quá, mới ra hát thì không có được quen nhiều người, nhầm nhạc thì mình biết nhưng mình đâu có được quen ai đâu, mình đâu có được gặp những người nhạc sĩ đâu. Thì lần đầu tiên họ mi được gặp anh ở bên Paris, và chính tay anh mang cái bài hát đó tới một cái nhà bếp của người bạn là chị Thảo đó, là anh ngồi lấy cái đàn, anh đàn họ mi nghe, anh đàn cái melody bài đó, rồi anh đàn xong rồi anh viết tặng em, em nghe có được không, em hát có được không, thì anh hát rồi bọn mình hát theo đó. Thì đại khái là một cái kỷ niệm rất là phải nói là cảm động, và họ mình nói em cảm ơn anh vô cùng, tại vì em lần đầu tiên có một người viết nhạc tặng em thật sự. Đó giờ đâu có ai viết nhạc tặng cho mình đâu, đúng không, mình hát nhạc của mọi người thôi, nhưng mà lần đầu tiên anh viết tặng cho em rất là cảm động, và em sẽ hát cái bài hát này. Thì Thúy Nga mời đó, bài hát này là đầu tiên Thúy Nga mời họ mi hát cái bài hát này trong chương trình của Thúy Nga. Và khi họ mi hát bài hát này rồi đó, là phải nói nó rất là cảm xúc, tại vì nó nói đúng cái hoàn cảnh của mình. Quay họ mi còn nhớ là quay cái bài hát này á trong cái vườn Luxembourg, thì cô Thủy đó cũng mới quay cái con chim á, con chim bồ câu nó đi một mình trong cái vườn Luxembourg giống như cô họ mi vậy đó, cô đó á. Ok, rồi cái thì mình ngồi mình hát, rồi mình viết một cái thơ, ngồi viết cái thơ gửi về cho gia đình, cho chồng. Thì ngồi viết cái thơ cũng quay cái clip vậy, đi ra bỏ cái thơ, rồi trở về. Em đi rồi, đường xưa có nắng không anh, lá hoa còn xanh hay tàn theo tháng ngày. Đó là cái câu viết trên cái thơ. Và cái thơ đó họ đi bỏ trong cái thùng thơ của ở ngoài đường Luxembourg, vườn Luxembourg đó. Thì bỏ để mình quay hình thôi chứ đâu có nghĩ là làm gì, nhưng mà cái thơ nó về tới Việt Nam. Cái chuyện đó rất là hy hữu, nó cũng về tới Việt Nam. Mà cái ông xã mà bây giờ đó ông quất nó, ủa sao cái thơ nhận gì không thấy gì hết mà thấy có mấy cái câu thơ. Cái đó là cái thơ để quay hình, nhưng mà không biết sao mà ở bên nhà post của bên Paris nó cũng gửi về tới Việt Nam đó. Cái chuyện nó rất là lạ. Thành ra đó là một cái kỷ niệm trong cái cuộc đời Họa Mi, cái bài Em Đi Rồi. Rồi khi Họa Mi hát ở trên sân khấu, ở trong cái studio của trung tâm, gọi là một cái đài truyền hình của Pháp là TFA đó. Toàn người Pháp quay không, tại vì hồi xưa mình Pháp quay cho Thúy Nga mà. Họa Mi hát, mà nhớ là cũng đến mùa đông thì mặc cái áo làm tuyết rơi thì mình hát, cái mình nhớ nhà, mình nhớ cái hoàn cảnh mình khóc. Thì cả
cả phim trường đều khóc hết. Mấy người Pháp cũng khóc luôn, mà ta không hiểu gì, ta chỉ nghe nhạc thôi mà người ta cũng cảm động. Thì cái điều đó họ đi rất là cảm xúc, và nghĩ rằng mọi người đều hiểu được cái nhạc anh Lâm Phương. Tự vì cái nhạc không hiểu lời mà người ta vẫn khóc, ta vẫn cảm xúc. Đó là cái tài của một người nhạc sĩ. Còn vấn đề ca sĩ là mỗi người hát bằng cái lời của mình, cái đó là cái tâm tình của người ca sĩ. Thành ra cái nhạc của anh Lâm Phương làm cho mọi người Pháp ta không hiểu tiếng Việt Nam, người ta vẫn khóc, người ta vẫn xúc động. Cái đó là cái điều rất là, phải nói là rất là hãnh diện cho một cái người nhạc sĩ. Đó là người nhạc sĩ Việt Nam là Lâm Phương trong cái bài hát đó. Và Bi muốn trình bày cái hoàn cảnh cái bài hát đó cho các bạn nghe vậy đó. Nó cũng rất là lạ. Thành ra không bao giờ họ Bi quên được cái bài hát này. Và nhờ cái bài hát này, họ Bi đi tới đâu người ta cũng thương hết. Trời ơi chị ơi, sao mà chị hát em khóc quá trời, mà sao chị hát giống tình cảm của em quá vậy. Là tất cả, phải nói cái bài hát đó trong cái thời gian đó đó, nó giống như tất cả hoàn cảnh mọi người, chứ không phải là riêng họ Bi. Cho nên nhờ như vậy cho nên mọi người mới thương. Đó, cái hoàn cảnh cái những cái năm đầu đó là rất có nhiều cái cảnh mà chồng xa vợ, hay là người yêu xa người yêu, để làm chi, đi xa ra khỏi nước ngoài. Cho nên hoàn cảnh đó nó giống rất là nhiều hoàn cảnh của mọi người, trong đó có Họa Mi. Họa Mi hát lên để hát dùm cho mọi người nữa. Cho nên mọi người khóc, khóc vì đó là hoàn cảnh của họ, mà trong đó có Họa Mi, chứ không phải là khóc vì Họa Mi không có đâu. Họa Mi nghĩ như vậy đó. Nên đó là một cái tâm tình ngày hôm nay, sẵn là anh hỏi Vũ hỏi thì bảo Mi nói. Với lại cô nhớ là Setoa Setoa là chị Bạch Yến. Cái bài là một người đạo diễn người Pháp, người ta dùng làm một phim, nhờ là cậu viết cái bài hát. Cái bài hát nó có cái lời Pháp. Nhưng mà anh lại biết là anh viết lời Pháp trước. Lời Pháp trước chứ không phải lời Việt trước, mà không phải lời Việt mà dịch ra lời Pháp nha. Anh viết cái bài đó lời tiếng Pháp mà duy nhất nha ha. Hồi đó giờ anh chỉ biết một bài duy nhất lời tiếng Pháp. Rồi sau đó thì cái nhạc nó hay quá, cho nên rằng người ta mới dịch qua lời tiếng Việt để cho những ca sĩ Việt Nam mình hát. Chứ hát bài đó là hát viết cho phim, một cái phim đó. Thành ra cái bài đó cũng rất là hay và rất là đặc biệt. Cái Steam cũng là Steam khác đúng không? Không phải là Steam là Duyên Kiếp, không? Khác đó. Mà nó là họ Mi nói anh Lâm Phương rất là nhiều cái mà cái tư tưởng của anh, ảnh có thể theo được thời đại. Ý mình, ý Hoàng Mi nói là ví dụ hồi xưa anh biết vậy, thời này anh biết vậy, thời sau anh biết vậy, theo yêu cầu anh làm được. Nhưng mà cái yêu cầu đó anh làm được mà được mọi người công nhận, mọi người thích, cái đó mới là quan trọng. Có thể là mình viết nhưng mà mình không có được đón nhận, nhưng mà tất cả những cái bài hát, những tác phẩm của anh Lâm Phương sau này, thời gian sau này cũng rất là nhiều người yêu mến. Hoàng Mi thấy như vậy. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.